MetaVertu Ray Italian Elegant Cup Pro, bước đột phá mới mẻ với nhiều công nghệ hiện đại. MetaVertu Ray Italian Elegant Cup Pro là dòng flagship mới nhất vừa qua đã được nhà Vertu cho ra mắt. Chiếc điện thoại này mang đến cho người dùng một cái nhìn hoàn toàn mới và khác biệt hơn so với những người anh em tiền nhiệm. Nếu như những chiếc điện thoại trước đây của Vertu chỉ chú trọng đến việc trau chuốt vẻ ngoài với những vật liệu vô cùng quý hiếm và cao cấp, hiệu năng vừa đủ dùng, thì giờ đây MetaVertu Ray Track không chỉ thừa hưởng vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp của những người tiền nhiệm trước đây, mà nó còn được trang bị thêm hiệu năng hoạt động mạnh mẽ. Chiếc flagship này không chỉ sở hữu vẻ ngoài sang trọng, đẳng cấp mà còn được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại khác. Và đây cũng là chiếc điện thoại đầu tiên được sản xuất cho người sử dụng web 3.0 mới mẻ, sở hữu vẻ ngoài sang trọng, hoàn thiện bởi chất liệu da cao cấp. Bên cạnh đó, nó còn được trang bị hiệu năng hoạt động bứt phá cùng với khả năng bảo mật an toàn tuyệt đối. Thiết bị này là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ chip tiên tiến, thiết kế terminal thông minh, khả năng cải tiến blockchain đột phá. Sản phẩm này sở hữu những tính năng nổi bật như ngoại hình toát lên vẻ đẳng cấp, sang trọng, thông tin được bảo mật nhờ trang bị chip A5 mới mẻ, màn hình AMOLED rộng 6,67 inch cho trải nghiệm rộng rãi, hỗ trợ cụm 3 camera hiện đại, chuyên nghiệp, dung lượng pin 4600 mAh, hỗ trợ sạc nhanh lên đến 55W, tích hợp nhiều tính năng công nghệ hiện đại. MetaVertu chính là minh chứng cho sự giao thoa của kỹ thuật cao cấp và sự sang trọng được chế tác dành riêng cho những cá nhân tinh tế. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.